Trưa ngày 6 tháng 5, hai đoàn tàu cuối cùng của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã cập cảng Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tính từ đoàn tàu đầu tiên về đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 10 năm 2020, sau gần 2 năm, 17 đoàn tàu đã về đến thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Sau khi cập cảng Khánh Hội, hai đoàn tàu sẽ được bốc dỡ lên xe siêu trường siêu trọng, sau đó vận chuyển về Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức để tiến hành lắp ráp và tiến hành chạy thử. Trong suốt thời gian vừa qua thì có một cái giai đoạn khoảng 5 tháng thì nó quá trình nhập khẩu nó bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên là cũng đã bị tạm ngưng. Nhưng mà sau cái thời gian dịch bệnh thì cái việc khởi động trở lại các cái hoạt động của dự án nói chung và việc nhập khẩu của đoàn tàu nói riêng đã tiến hành rất là khẩn trương, và đến hôm nay thì đã hoàn thành cái công việc này, và đó là một cái tín hiệu vui cho cái dự án. Các đoàn tàu thuộc tuyến Metro số 1 đều sản xuất tại Nhật Bản. Mỗi đoàn tàu gồm 3 toa dài 61,5 mét, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm. Hiện nay công tác nhập khẩu của các đoàn tàu thì đã hoàn thành. Cái công việc tiếp theo liên quan đến cái phần thiết bị và đoàn tàu này thì là chúng tôi sẽ tiến hành các cái việc lắp đặt các cái thiết bị phụ trợ cũng như tiến hành các cái thử nghiệm. Trong các cái thử nghiệm thì cũng chia thành nhiều cái giai đoạn nhỏ. Giai đoạn đầu tiên là thử nghiệm ở cái đơn độc, thử nghiệm tĩnh các cái thiết bị một cách rời rạc, sau đó sẽ tích hợp lại ở cái trạng thái liên động, và sau đó tiến hành xong thì sẽ đến các cái bước chạy thử ở cái đoạn ngắn, sau đó là chạy thử từ các cái đoạn dài hơn, và cuối cùng là sẽ chạy thử trên toàn tuyến. Tuyến Metro số 1 dài gần 20 km từ Bến Thành quận 1 đến Depot Long Bình với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thương mại tuyến Metro vào năm sau. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, Metro Bến Thành Suối Tiên đã đạt được 90,5% tổng khối lượng dự án.